Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với kênh YouTube của MMO Official. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm thế nào chúng ta có thể kiếm tiền với cái sàn ghép này được không nào. Vậy thì hôm nay mình sẽ xin được nhắc lại cách kiếm tiền đối với cái sàn ghép này nhé. Ok, đầu tiên bạn cần phải xác minh cái tài khoản cho mình nhé. Ở đây thì nó sẽ có xác minh làm hai cấp độ, chứng nhận cá nhân và chứng nhận cao cấp. Đó, bạn cần phải xác minh hai cái này cho mình. Cái bước xác minh như thế nào ấy thì mình đã có một cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn cách làm cách nào chúng ta có thể xác minh một cách chính xác nhất. Bạn có thể tìm cái video này ở trên kênh YouTube của mình nhé. Và khi mà bạn xác thành công ấy thì ở đây nó sẽ có cái dấu tích xanh này và nó sẽ ghi ở đây là đã xác thực. Ok, sau khi mà các bạn xác thực tài khoản xong thì các bạn có thể vào cái phần là thế giới tiền điện tử ở đây này, chọn cho mình vào ô phần thưởng ở đây nhé. Rất là đơn giản thôi, chọn cho mình là nhiệm vụ và phần thưởng. Đó, đầu tiên thì bạn cần phải điểm danh cho mình. Đây là một điều cực quan trọng. Khi mà điểm danh ấy, bạn sẽ nhận được là 0,1 coin. Và cái đồng coin này sau này mới đổi ra được tiền, chứ bây giờ bạn chưa thể đổi cái coin này ra tiền được, bởi vì sàn này nó chưa cho giao dịch cái đồng coin đó. Bạn bấm cho mình vào cái phần xác thực tên thật này. Khi mà bạn KYC thành công thì bạn sẽ nhận được là 1.000 đô nhé. Khi mà bạn KYC thành công thì bạn mới nhận được. Còn khi mà bạn đang trong cái thời gian mà nó chờ KYC ấy thì bạn bắt buộc phải đợi nó thôi. Đó, khi bạn thành công thì bạn sẽ nhận được là 1.000 đô. Đây là dạng USDT test. Test nhá, bạn chưa thể rút được luôn ra đâu. Tiếp theo này, nhiệm vụ trải nghiệm này. Bạn bấm cho mình cái ô này. Đó, lần đầu tham gia hold and earn, tức là giữ và kiếm tiền á. Đó, bạn sẽ nhận được thêm là 500 đô test nữa. Mình sẽ vào cái ô là lịch sử nhận thưởng ở đây nhá. Tại đây thì bạn sẽ được nhận là 1.500 đô. Đây sẽ là dạng USDT test và bạn sẽ gửi cái 1.500 đô này vào cái sàn này để nó sinh lợi nhuận ra cho các bạn nhé. Bạn sẽ vào cái phần là tài chính của mình này, hold and earn nhé, bấm vào đây. Rồi bây giờ thì bạn sẽ kéo xuống cho mình này. Bạn nhìn thấy ở đây nó ghi là USDT test không? Bấm vào đây cho mình nhé. Rồi, rất là đơn giản thôi. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là lập tức tham gia. Khi bạn tham gia vào cái dự án USDT test này ấy, thì bạn sẽ gửi lãi 1.500 đô ở đây. Đây này, nắm giữ hiện tại này, 1.500 đô USDT test. Bạn sẽ gửi lãi 1.500 đô ở đây để nó sinh cái lợi nhuận ra cho các bạn nhé. Ở đây thì tham khảo theo năm là bạn sẽ được 25% trên một năm. Và lãi suất hàng ngày của bạn là 0,069%. Đây là cái số tiền mà cái sàn này nó cho chúng ta gửi lãi vào đây để nhận tiền. Và mình đã nhận được cái số tiền của nó rồi nhá. Đây là cái thời gian kết thúc này, là ngày 1 tháng 5 năm 2021. Đó, và khi mình biết đến cái dự án này thì mình lập tức triển khai luôn. Đó, bởi vì bạn làm cái dự án này càng sớm thì bạn sẽ có được càng nhiều tiền mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ bán phần tài khoản này, tài sản của tôi nhá. Mình sẽ show cho các bạn là mình đã nhận lãi được từ cái sàn này rồi. Đây là khoản tiền mình nhận lãi là 5.82 đô la. Đó, và mình cũng đã có một video hướng dẫn các bạn KYC và thực hiện cái bước gửi lãi rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền ra như thế nào. Đây là dạng USDT thật chứ không phải là dạng USDT test đâu, cho nên là bạn có thể sử dụng cái tiền này để giao dịch. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái phần giao dịch này, giao dịch coin này, ấn là đơn giản nhá. Mình thì mình rất là thích cái đồng tiền TRX, đó là cái đồng Tron ấy, cho nên là mình sẽ sử dụng đô la của mình để mình mua cái đồng TRX. Và bạn cần phải có cái lệnh là TRX gạch chéo USDT, đó mới là cái lệnh của nó nhá. Tức là bạn sẽ sử dụng TRX để trao đổi với USDT á. Thì hiện tại một TRX nó đang có giá khoảng 0,05 đô la và mình đang có là 5.82 đô. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái lệnh là mua hết cái số TRX ở đây nhá. Đầu tiên là cái phần giá mua vào này, USDT suy TRX, bạn sẽ chọn cho mình vào những ô màu đỏ ở đây nhá. Ở đây thì mình đã chọn được rồi. Đấy, 0,05 này. Số lượng mua vào bạn ấn cho mình một cái ô bên dưới ở đây này, chọn cho mình là 100% vì mình muốn mua hết mà. Sau đó là bạn sẽ ấn vào là mua vào này, xác nhận đặt lệnh này. Bây giờ thì mình sẽ cần điền cái mật khẩu thanh toán. Đó, và mình chọn là xác nhận gửi. Ở đây thì mình đã đặt lệnh thành công rồi.
Và khi mà cái sàn này ấy, nó khớp lệnh của mình thì lập tức là mình sẽ có được cái số tiền là 100 TRX ở đây nhá. Ok, thì mình vừa mới hoàn thành cái lệnh là rút đồng TRX và mình đã rút thành công rồi nhá. Thì có lẽ là cái đồng TRX tăng giá đúng không nào? Lúc nãy mình làm video nó đang là 5,80 mấy đô ấy, bây giờ nó lên là 6.1 rồi. Đó, và mình nhìn nhận rằng ấy là cái đồng TRX này nó sẽ tăng giá trong tương lai mà thôi. Cho nên là khi mà bạn muốn rút tiền ra ngoài ấy thì bạn có thể chọn ô là rút tiền ở đây này. Dòng đầu tiên là cái số dư khả dụng của bạn. Ở đây thì mình có 99 đồng TRX. Tiếp theo này là cái địa chỉ rút tiền. Bạn có thể add bất kỳ một cái địa chỉ ví TRX nào vào đây. Ví dụ như là bạn có thể rút về sàn OKEX này, sàn Binance này, sàn Remitano, hoặc là bạn có thể rút về cái ví VNDC của bạn nhé. Tiếp theo này là cái tên địa chỉ. Tên địa chỉ này thì bạn có thể viết bất kỳ cái gì đấy được. Ví dụ như mình nhập vào đây là TRX chẳng hạn. Đấy, địa chỉ thì bạn nhập cái gì đấy được. Số tiền cần rút này, rút ít nhất là 16 đồng TRX. Và cái phí ở đây ấy, nó là 16 TRX nhá. Ở đây thì mình có 99 đúng không? Mình sẽ nhập vào đây là 99. Đó, và phí ở đây là 16 đồng TRX nhá. Tiếp theo này, bạn hãy nhập cho mình là cái mật khẩu thanh toán của bạn vào đây. Và hãy ấn cho mình vào cái chữ là nhận mã xác thực email. Thì cái sàn Gate này nó sẽ gửi cho bạn một cái email. Và bạn sẽ vào email để lấy cái mã xác thực. Sau đó bạn dán vào đây, rồi bạn chọn là gửi yêu cầu rút tiền nhá. Đó, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để rút tiền từ sàn Gate ra ngoài. Ở đây thì mình chọn mua được TRX. Ngoài ra thì bạn có thể mua được những cái đồng khác như là đồng Bitcoin này, đồng Ethereum. Hiện tại thì nó đang có giá rất là tốt. Bạn có thể mua đồng Dog này. Đó, ở đây thì mình thích cái đồng Tron, cho nên là mình sẽ mua đồng Tron nhá. Bạn có thể mua bất kỳ đồng nào bạn muốn. Và bạn sẽ vào ô rút tiền này bạn rút thôi. Đó, cái lệnh rút tiền này thì nó rất là đơn giản. Mà mình nghĩ là sau khi mà xem video này thì bất kỳ ai cũng có thể rút được tiền đúng không nào. Ok, hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để rút tiền từ cái sàn Gate ra nhá. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy ghi xuống phần comment, mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok, bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.